Mình xin chào các bạn, hôm nay mình có bài hỏi mình hướng dẫn cách cân chỉnh bình xăng con Sirius các bạn. Thì bình xăng con Sirius á, lâu ngày thật ra nó hư, các bạn biết cách sửa chữa nó rất là dễ. Thứ nhất là van cắt gió cái điểm này. Như điểm này nè, đây là cái van cắt gió. Thì các bạn dùng một cái tấm mũ các bạn bịt lại. Rồi các bạn gắn cái lò xo đồ vô hết bạn. Đừng có dùng cái gì các bạn. Bít là phải biết cách bít. Thì mình sẽ có cái clip chỉ các bạn bít. Thứ hai là cái cục le. Cục le đây, một là nó gãy đầu, hai là nó sẽ đóng công kích. Thì các bạn muốn tận dụng là cái bình xăng con này thì các bạn có thể bít luôn cái đường le này bằng ở trong đây nè, có một cái thanh chạy dài xuống bình xăng con, bạn bít luôn. Van cắt gió thì bạn không có cần mọi người hay đi mua van cắt gió. Thật ra cây nhà lá vườn tại địa phương của bạn không thể nào mua được cái van cắt gió. Thì các bạn có thể mình nè sử dụng một cái tấm nhựa mình phủ ngang, tấm nhựa dày phủ ngang trên cái van cắt gió, xong rồi gắn van cắt gió đầy đủ lại rồi gắn cái lò xo vô rồi để lại bình thường thì nó sẽ nổ ngọt ngào các bạn. Bình xăng con Sirius không có gì là khó trị, mà chỉ có hai điểm mình nhấn mạnh, hai điểm thôi, van cắt gió và dư xăng. Nó sẽ không kín xăng ở cái đường cái e này nè, lâu ngày cái quả e này nó đóng không kín thì nó sẽ dư xăng thì chạy, các bạn hạ ga chết máy, hạ ga chết máy. Một điều mà mình thấy cô chú anh chị hay hỏi và cách chỉnh bình xăng con của Sirius á thì không có thể nào chỉnh theo của Honda, là chỉnh theo kinh nghiệm. Mà khi mà các bạn xử lý cái van cắt gió đúng và vệ sinh sạch bình xăng con và bít luôn cái đường e này cho mình, tại vì cái vỏ le này mình mua không có đâu, cái vỏ le mà đóng này nè, nó có cái cao su đóng rồi, mình sẽ siết chặt nè, mình cứ siết chặt vô bình thường đó, siết chặt vô bình thường rồi mình chỉnh ra một vòng 1/8 nha các bạn. Một vòng 1/8 thì mình coi nè, mình coi cái vít của mình nè, cứng rồi nè, thì cái vít của mình lấy cái dấu thẹo qua đây nè, mình quay vô thấy chưa, một vòng nè, rồi thêm một chút nữa gọi là 1/1/8, rồi thêm chút xíu nữa là được rồi, gọi là 1/1/8, rồi mình sẽ nổ máy cho bạn nghe ranty liền nè. Nếu các bạn làm đúng tất cả các kỹ thuật này thì bình xăng con cũ của khách hả, các bạn có thể chạy lại hoàn toàn và mình cho các bạn xem. Không cần phải làm gì, nếu đúng là các bạn chỉ nhấn vậy là nổ nè. Thì đối với cái bình này là bình Sirius, cái mã bình xăng rất là rẻ. Trong hãng hiện giờ cái mã bình của Sirius đời mới như thế này chỉ có 1.250.000 thôi các bạn. Khoảng tầm giá đó đổ về. Mình không nhớ chính xác, thì các bạn thích thì các bạn mua, còn các bạn không thích thì các bạn theo cái hướng dẫn của mình chỉ. Rồi mình sẽ có cái clip làm chỉ cho bạn xử lý cái bình xăng con Sirius. Tại vì Sirius là một cái bình xăng con á, nó hay bị mà mọi người cảm giác nó rất là khó trị. Thật ra đừng đem đi phục hồi các bạn. Mình khuyên các bạn tự chữa nhà đừng phục hồi, tại vì cái bình Sirius hầu như phục hồi coi như vứt luôn nha các bạn. Nó chỉ bị chỗ này. Mình quay lại cho bạn. Chỗ này nè, van cắt gió thủng cái mạch van cắt gió, dẫn gió vô nhiều thì garanti các bạn chỉnh cái chỗ này không chỉnh vít gió không được. Và cái mạch xăng á, cái mạch xăng cái le này nó sẽ lâu ngày nó sẽ đóng không kín nha bạn, thì nó dẫn một đường xăng vô, nó đậm xăng và nó sẽ dư xăng. Ngoài ra các bạn phải kiểm cái e, cái van áp thấp để cấp xăng á, thì cái đó các bạn thấy nhiều khi nó thủng nó vô một đường xăng cũng dư, mà cái đó ít bị. Và mình nói luôn nè, các bạn hay thần tượng những cái ống xá xị hay là cái gì nè, hay là những cái gọi là cái bơm tăng tốc, bơm gì cái này này, không phải nha các bạn. Đối với quay ghim 125 đó, cái gọi là gì xá xị đó, thật ra cái đó các bạn biết đó là cái xử lý khí thải. Khi mình cần khi mà đất nước mình hay là cả thế giới áp dụng những cái tiêu chuẩn Euro đó bạn, khí thải á, thì người ta sẽ lắp lên cái bộ phận đó gọi là xử lý khí thải. Có những cái xe quay ghim đầy đầu nó không có nha các bạn. Thì các bạn đừng có thần tượng nó mà tưởng đâu tăng tốc này hoặc kia là không có đúng nha các bạn. Đừng có nghĩ gắn vô nặng xe thêm chứ không làm cái gì. Mà mình cứ tối ngày các bạn mình thấy lên cái này nè, cái cục này nè, bên quay S110 cũng có gọi là tăng tốc, thật không tốc. Nó đưa một cái lượng oxy vô thẳng cái cổ bô hoặc là vô thẳng cái đường ở dưới cái gần cái khu mà cái đường khí thải ra, nó đưa oxy vô để nó đốt một lần cuối cùng để cho ra sạch môi trường thôi. Nghĩa là đốt ngoài cổ bô, nghĩa là nó dẫn oxy. Và cái van này gọi là cái van thường mở, khi mà bạn hạ tay ga đột ngột xuống nó sẽ ngưng xử lý khí thải, là ngưng cấp oxy vô cho cái phần cái cuốn bô mình á, để cho nó không có nổ bô. Thường á thì các bạn nổ bô bốc bốc thì các bạn nên
tìm cái một cái van hay cái gì các bạn nhém cái đường này vô lại, nhém cái đường mà đi xuống cái phần này thì nó hết bệnh đó. Thì những cái bệnh đó thì phương pháp trị rất là dễ. Đây gọi là những cái bộ phận xử lý khí thải nằm ngoài cái hiện tượng, ngoài cái máy, không có phải là cái gì thần thánh nha các bạn. Mình tối ngày cứ lên các bạn nghe mình nói thật lòng, nhiều cái mình nói các bạn nói đó là cái gì tăng tốc hay là xá xị gì đó. Cái đó gọi là cái ống giảm thanh, cái ống đó để giảm thanh đó. Khi mà gắn cái này vô rồi nó sẽ qua một cái hệ thống đó, thí dụ như nó không có cái xá xị đó đó thì nó làm ụt. Nên người ta gắn vào cái giảm thanh, cái này nó cũng có cái giảm thanh nè, cái này nó cũng có giảm thanh nè, cái này nó đi mà giảm thanh của Cedar nó nằm ở cái khu dưới đây. Cái đó không gọi là thần thánh, gắn vô thí dụ cái xe zin của bạn không có đó thì gắn vô chi cho nặng xe nha các bạn. Đó, mình cũng giải thích thêm cái phần này. Còn Cedar đặc biệt rất là dễ trị bình xăng nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay mà lễ mình vẫn còn ở đây các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn. Tiếp tục chút xíu nè, mình sẽ xử lý cái nồi xin hết rồi mình có thời gian mình quay luôn. Hiện giờ mình cũng còn bận rộn nha các bạn. Đó. Đây là cái đèn mà mình hay làm việc nè.